Dạ em chào chị Quyền Linh, em chào anh Cát Tường, chào. Dạ em xin lỗi. Em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh và chào các bạn ở có mặt trong trường quay. Em tên là Nguyễn Thị Thu Hiền, năm nay em 23 tuổi. Hiện tại thì em đang làm việc ở Tân Bình và em đến từ Bến Tre ạ. Em làm công việc gì? Dạ em làm bên phòng xử lý nợ của công ty FE. À. Dạ. Bạn trai. Dạ, chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào tất cả quý vị khán giả. Chào bạn nữ bên kia. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Minh Hiếu, năm nay 25 tuổi, hiện đang làm việc tại Tân Bình, làm nhân viên kỹ thuật bên truyền hình cáp SCTV. À, Hiếu làm kỹ thuật truyền hình cáp ha. Dạ. Quê em đâu Hiếu? Dạ, quê em ở Long An. Long An. Hiện đang làm việc ở Tân Bình. Hồi hộp quá hả? Dạ. Hiếu hơi rung quá nha. Điểm mạnh điểm yếu của Hiếu là gì? Dạ, điểm mạnh của em là lanh lẹo hoạt bát, có khả năng học hỏi được cái mới. Em là kỹ thuật, bởi vì nếu mà điện nước gì trong nhà hư là một tay em làm hết. À. Có khả năng nấu ăn thì cũng hơi ngon xíu. Dạ. Nhược điểm trong công việc thì hay, có nghĩa là mặc dù đó biết mình biết nhưng mà hơi hấp tấp nên cái đó là điểm yếu của em. Hơi hấp tấp rồi nó cũng hơi sai sót đúng không? Dạ. Ủa làm điện hả em? Dạ làm điện. Làm điện mà hơi hấp tấp rồi bị điện giật nào? Không, nhưng mà hấp tấp cho một số trường hợp thôi chị ơi, chứ trong nếu mà cái nào nguy hiểm là phải cẩn thận. Vậy là chưa có bị điện giật phải không? Dạ hồi xưa giờ làm thì chưa có bị điện giật. Thử hôm nay nắm tay bạn gái thử coi. Ủa là thế sao? Nào? Nắm tay bạn gái là điện mới giật đúng không? Dạ. Rồi hy vọng bữa nay em bị điện giật. Bạn gái trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em là trải qua hai mối tình ạ. Mối tình đầu tiên của em là từ năm lớp 11 đến năm 2. Mối tình gần đây nhất? Dạ mối tình gần đây nhất là cách đây nửa năm rồi chị. Cách đây nửa năm? Dạ. Mình quen được bao lâu? Dạ cũng quen được nửa năm. Có đợi gì cũng chưa sâu đậm gì lắm hả? Dạ lúc đó giống như là bị ảnh hưởng cái mối tình đầu nhiều quá cho nên mối tình thứ hai nó... Trời đất. Sao giống như không kéo dài được cơ chị. Sắp tới nhưng mà vui. Em có cái điểm mạnh điểm yếu gì em chưa giới thiệu cho ảnh biết? Điểm mạnh của em thì em cũng nói chung là em cũng lanh lợi, cũng hòa đồng với bạn bè, rồi cũng thân thiện. Nấu ăn thì nấu ăn những món cơ bản thì được. Những món nào khó khó thì từ từ em học. Rồi. Dạ. Khuyết điểm? Khuyết điểm thì có một cái em cũng hơi nóng tính một xíu, nhưng mà cũng dạng dễ nóng rồi dễ hết chứ không phải là nóng để trong bụng hoài. Rồi, mời bạn trai tình trường em sao? Em thì chỉ trải qua một mối tình hồi học cấp 3 thôi. Sau khi học xong cấp 3 thì đặt mục tiêu là tương lai đến trước. Lên thành phố thì lo chú tâm vào việc học thôi. Sau khi ra trường xong á thì nay em đi làm cũng 3 năm mấy rồi. Làm ở Tân Bình mà sáng đi thì chiều về. Bởi vậy cũng không có thời gian đi chơi. Bởi vì về tới nhà là tối rồi. Cũng chưa có thời gian để tìm bạn gái. Rồi. Bây giờ em muốn tìm một đứa yêu thương của mình như thế nào? Dạ, bạn gái thì cao cỡ 1m55 trở lên là được. Tóc dài, quê ở miền Tây. Em khoan, em cao bao nhiêu? Dạ, em cao 1m69. Bạn gái cao 1m69 được không? Dạ, được. 82. Wow. Quá dữ. Vậy còn em, mình muốn tìm một cái người chồng tương lai của mình là cái mẫu như thế nào? Dạ, nói chung là ngoại hình bên ngoài thì cũng cao ráo, sáng sủa, sạch sẽ một xíu. Tính tình thì cũng hòa đồng với mọi người, đừng có mà ích kỷ hay là gia trưởng quá. Nhưng em không thích được có mùi. Nói chung là em thích con trai thơm, em thích con trai thơm. Thích con trai thơm, bên đó có thơm không anh Linh? Chút biết. Chút biết. Thôi, nói chung là chút rồi biết á. Dạ. Thơm, không sao đâu, chàng trai bên đây là sạch sẽ, dễ thương, đẹp trai, hiền hậu. Em ghét thích cái tính gì của đàn ông? Dạ em ghét là ích kỷ với lại gia trưởng. Cái đây có ích kỷ không? Cái đây không có anh ơi. Đây không có đâu, thoáng lắm, nhìn nó phóng khoáng không? Gia trưởng không? Không có gia trưởng. Em không chừng em là làm chủ luôn, em là gia trưởng luôn á. Cái đó chắc về mình mới biết chứ. Anh định hiền lắm. Dạ. Không? Dạ. Vậy còn yêu cầu gì đàn trai nữa không? Nói chung là sơ sơ là như vậy. Còn tính tình hay là hợp nhau hay không hợp nhau thì sau này về. Em là quê đâu quên rồi? Dạ em ở Bến Tre. Bến Tre, ồ, vậy đi qua Long An rồi tới Bến Tre. Dạ. Gần xịt luôn á. Thôi được rồi, đàn gái dễ thương lắm. Bây giờ nếu được thì khi nào em muốn kết hôn? Dạ nếu được thì tầm khoảng, em muốn quen tầm khoảng hơn một năm. Hơn một năm? Dạ. Em muốn lập nghiệp ở đâu? Dạ Sài Gòn cũng được hoặc là quê cũng được, quê ở đâu cũng được. Làm dâu được không em? Dạ làm dâu. Làm dâu cũng được, nhưng mà mong là cô đừng có khó khăn với em quá. À, dễ lắm, bây giờ mấy mẹ chồng cưng con dâu lắm. Dạ. Rồi. Chào chị Cát Tường. Rồi, chào em trai. Cao hả? 1m82 hả? Sao dạ. Mặt này quen quá như tôi gặp ở đâu rồi vậy ta? À, mà sao cao ốm quá vậy em? Dạ, hồi xưa thì em cũng mập lắm. Mà tại thời gian sau này á, ra trường đi làm thì đặt mục tiêu dữ quá. Bởi vì làm thêm nhiều thứ quá nữa. À, hồi xưa là tới 7 mấy ký nữa chị. Giờ nhiêu? Giờ cũng còn có 6-8 ký à.
Rồi cố gắng bồi dưỡng cho mập lên chút ha. Dạ. Rồi mình sẵn sàng cho kết hôn chưa? Dạ, lâu? Nếu mà có thể thì qua năm sau chị. Qua năm sau. Dạ. Và mình muốn lập nghiệp ở đâu? Ở thành phố Hồ Chí Minh luôn. À, rồi vậy là hai vợ chồng lập nghiệp tại thành phố đúng không? Rồi vậy được rồi đó, ổn định. Ha, vậy là ta đi với ai? Đúng ý em với đó. Với cậu với mẹ. À. Dạ chào cô. Dạ con chào cô. Chào MC Quyền Linh và các tường dạ. Và các bạn trong trường quay. Minh Hiếu nó rất ngoan hiền với là nó có biết chăm lo cho gia đình. Thấy bạn gái bên này cũng dễ thương, thấy cũng được đó. Cô muốn làm dâu không? Hai đứa nó muốn làm dâu là muốn ấy cầu sao cũng được hết. Dạ, dạ con cảm ơn. Rồi à, em đi với ai? Dạ em đi với lại cô của em và mấy đồng nghiệp. Rồi cho chị gặp dạ. Cô em. Dạ em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Rồi à, chào bạn Hiếu và chào gia đình bên đàn trai. Chào chào các bạn khán giả tại trường quay. Cô thấy bạn nam bên đây cũng được hoạt bát vui vẻ. Thì có gì thì hai con có thể tìm hiểu rồi tiến đến hôn nhân cũng được. Có ý kiến của bạn đồng nghiệp đi chung với em không? Dạ bạn đồng nghiệp. Rồi mời em gái. Rồi ai cũng xinh dạ, hết trơn. Em chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Chào bên họ nhà trai và tất cả các bạn ở trường quay. Theo em thấy là anh Hiếu nhìn vẻ bề ngoài thì cũng xứng với chị. Tính tình thì cũng như là cô Tuyền là vui vẻ hoạt bát. Cho nên là em thấy nếu mà hai người muốn tìm hiểu và tiến tới hôn nhân thì hãy thử bấm nút hẹn hò đi. Rồi cảm ơn gia đình mình ha. Rồi bây giờ thì hãy kéo hàng rào ra để cho hai bạn gặp nhau nha. Rồi chúng ta sẽ quyết định. Mở rào. Bắt đầu đi Hiếu. Dạ em chào anh. Chào. Hai đứa cao thì dạ, rồi, em cũng có quà tặng anh. Dạ cảm ơn anh. Ông hai đứa đứng kế bên thế coi sao, đứng sát bên coi sao. Như hai cây tre vậy đó. Cao khủng khiếp. Trời ơi. Rồi bắt đầu câu chuyện hôm nay nha. Anh có gì muốn hỏi em không anh? Nếu mà hẹn được hò được thì em rảnh vào thời gian nào trong tuần? Dạ em thì em đi làm rảnh sau 6 giờ tối anh. À anh cũng vậy, 6 dạ. giờ tối thì mới rảnh thôi. Dạ. Cho nên quen người yêu mà đi chơi nhiều quá em cũng không đi chơi được. Bình thường mà sau khi đi làm về thì em thường đi đâu? Dạ thường em đi cà phê với bạn bè, còn hôm nào không đi thì về nhà ngủ sớm. Anh thì sau khi làm xong thì nhà chạy thẳng về nhà rồi cơm nước xong rồi ngủ nghỉ sáng hôm sau làm tiếp thôi chứ cũng có thời gian đi chứ. Nếu mà quen á thì tối thì mình hẹn hò ở thành phố. Dạ dĩ nhiên thành phố là anh. À, em thấy anh sao? Dạ em thấy anh cũng nói chung là cũng hợp với em. Dạ. Ủa mà anh đi làm đó anh ở trọ ở đâu anh? Không, đi làm mà về nhà luôn. Tại từ nhà lên đây có 40 phút à. À. Sáng chạy từ Long An xong chiều chạy về. Sáng chạy từ Long An chạy về. Ủa vậy hẹn hò rồi tối hẹn hò rồi sao anh về? Khuya về. Không được thì qua nhà em ngủ, nhà em có phòng. Trời ơi. Bây giờ là thử coi dạ. Cái này có điện giật không? Chỉ cho cơ hội em đi bị điện giật nha. Dạ. Rồi. Nắm tay bạn gái coi cảm nhận nha. Nắm lâu lâu nhắm mắt lại coi giật có điện, điện có giật không? Sao anh cười không vậy? Có rung quá chị. Có rung hả? Dạ. Sẵn nắm tay nói gì với cổ luôn đi. À, hôm nay thì đến đây gặp được em thì chắc là cũng một cái duyên nào đó. Thì thôi thì ta hẹn hò với nhau đi, tìm hiểu. Thì nếu mà hợp thì sẽ tính tới chuyện tương lai. Dạ. Dạ. Có gì nữa không? Vậy đó hả? Có món quà gì cũng tặng bạn gái không? Cầu hôn hay là đọc thơ hay hát hò gì? Hát một bài đi. Rồi. À làm vợ anh nhé nha. Đi qua bao khó khăn, đi qua bao nỗi thăng trầm, đôi lúc mày. Em hát cũng hơi dở chị ơi. Không sao rồi làm lại nè, làm sao, lại. Em cũng vậy, được em nào. Cũng vậy. Bắt đầu. Đi qua bao khó khăn, đi qua bao nỗi thăng trầm, đôi lúc anh mệt mỏi, chỉ có em ở bên là người mang đến cho em những tiếng cười. Em ơi hãy lại gần anh đi. Em ơi. Quên rồi chị. Rung quá. Dạ không vậy được rồi. Hát lại. Dạ em hát lại hả. Đường vào tim em mỏi băng giá. Trời mùa đông mây vẫn hay đi về. Vẫn mưa, mưa rơi trên đường thầm thì. Vì đâu sao anh không đến. Rồi. À thấy chưa, gặp bạn gái ga lăng chưa. Anh đừng có về, nhà em có phòng.
Câu đó hay lắm đó nha. Dạ. Không phải dễ gặp câu đó đâu nha. Dạ. Cơ hội là tấn công đó. Bây giờ trước khi tiến hành bấm nút hay không á, là em nói một câu gì với cô ấy, nói từ trái tim của mình bây giờ suy nghĩ gì, mong muốn điều gì cô ấy. Nhìn em thì đẹp hơn trong tưởng tượng hồi nãy giờ có anh ngồi bên đây. Dạ, thì anh mong em hãy cho anh cơ hội. Thì em cũng mong là chúng ta cho nhau cơ hội. Dạ. Hết thời gian luôn. Cười dễ thương quá. Tình trong như đã, mặt hoài còn e. Rồi, đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm nha. 1 2 3 Hết thời gian. Chúc mừng. Rất hợp lý, nắm tay nhau nào. Hợp lý không? Rồi, quá cao. Kiếm đâu ra cặp xứng đôi vậy không biết nữa. Hôn đi. Gương mặt các bạn rất là phúc hậu nào. Xin phép em cho anh Hùng xin phép, xin phép. Vừa tầm dễ sợ. Rồi, đi xem phim ở cụm rạp Cinebox 212 chiến thắng để yêu nhau, hiểu nhau nhiều hơn. Quà tặng đặc biệt dành cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng từ Sài Gòn, Đà Nẵng, Vũng Tàu, Cần Thơ hoặc Biên Hòa đến từ hệ thống cửa hàng dịch vụ ngày cưới Island. Đây là quà tặng một cặp gối cao su thiên nhiên Đồng Phú thuộc tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam.